Với đồng lương công nhân ít ỏi của mình, chị Nguyễn Thị Vui không những phải trang trải về cơm áo gạo tiền thuê nhà hàng tháng, mà thậm chí chị còn phải trang trải chữa căn bệnh ung thư quái ác của mình. Trước đây, chị thường xuyên phải đi vay mượn tiền ở bên ngoài. Nhưng từ nay thì chị đã không còn đơn độc nữa. Sự đồng hành của công đoàn công ty đã phần nào giúp chị vượt qua được khó khăn. Ảnh lương hết, mẫu mà đi cầm xe, cầm cổn. Khi mà báo nhận cái tiền này thì mừng lắm, không ngủ được miếng nào hết. Rất là mừng, chưa bao giờ mình cầm cái số tiền lớn như thế này. Mình nghĩ chừng 10 triệu, 20 triệu là quá lớn. Không ngờ tới nay tới 60 mấy triệu. Với nguồn quỹ tên Vòng Tay Yêu Thương 1.000 đồng, do chính công nhân hàng tháng sẽ tự nguyện đóng 1.000 đồng vào quỹ này. Số tiền tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng với số lượng mấy chục ngàn công nhân cùng đóng góp, thì nó lại không hề nhỏ chút nào. Đây được xem là quỹ vàng dành cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty Tê Quang Vina. Doanh nghiệp cấp một khoản tín dụng cho công đoàn có thể cho công nhân viên vay hỗ trợ khó khăn. Chúng tôi đặt tên gọi hỗ trợ khó khăn tại vì đấy là khoản vay không tính lãi suất. Người lao động được vay và trả dần trong 10 tháng, không có lãi. Còn tại công đoàn công ty Baogen thì thực hiện theo cách liên kết nhiều kênh tiếp cận vốn. Với công nhân có thâm niên từ 2 năm làm việc trở lên, gần như đạt điều kiện vay mỗi lần khoảng 10 triệu đồng. Từ khi thực hiện đến nay, đã có khoảng 2.000 hồ sơ xin vay vốn của công nhân ở đây được giải ngân. Bảo lãnh cho là công nhân vay vốn Đông Á. Đông Á bây giờ là lấy lãi suất là 0,75 là cho anh trả góp 10 tháng hoặc 20 tháng. Để đẩy lùi tín dụng đen, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo một số ngân hàng thương mại dành hẳn một gói hàng ngàn tỷ đồng để ưu tiên cho công nhân và người lao động được vay theo hướng sáng vay, chiều nhận tiền. Bên cạnh đó, sẽ nâng mức cho vay tối đa không có tài sản đảm bảo của một số đối tượng lên gấp 2 lần mức cũ. Hy vọng với sự chung tay của nhiều cơ quan ban ngành, cũng như sự thận trọng tìm hiểu kỹ từ người dân, người lao động, sẽ góp phần giúp người dân thoát khỏi bẫy của tín dụng đen.